Đầu giờ chúng chào các bạn nha. Hôm nay chúng giới thiệu tới các bạn cái bộ khuôn chậu tròn 1m Phúc Lộc Thọ. Thì đây là cái khuôn mà chúng làm để gửi cho khách hàng nha bạn. Thì bên cơ sở thì vẫn bán khuôn đều đặn. Các bạn nào mình có nhu cầu mua khuôn đó, thì các bạn liên hệ với chung. Thì đặc biệt là một số cái mẫu chậu quay gáp. Thì hiện tại thì bên cơ sở có đang chương trình khuyến mãi đó. Các bạn mua khuôn, những cái bộ khuôn chậu chữ á, từ 60 cho tới 1m2, các bạn mua bộ nào cũng được, thì sẽ được giảm giá là 500k hoặc là một cái lon nhũ vàng ATM nha bạn. Đó, thì chung nhắc lại thì để các bạn nào mình có mua thì mua ngay thời điểm này thì sẽ được cái chương trình khuyến mãi áp dụng như thế. Thì cái thời gian khuyến mãi thì từ đây tới Tết nha bạn. Thì qua Tết thì có gì chúng sẽ thông báo thêm trên YouTube. Thì quay trở lại với cái khuôn 1m thì nó gồm có là những cái bộ phận như sau, chúng sẽ giới thiệu chi tiết để cho các bạn nào mình có nhu cầu mình mua khuôn thì mình được nắm. Thì đầu tiên thì khuôn thì nó gồm có là những cái bộ dao đó, nó không thể thiếu những cái bộ dao như thế này đó. Thì đây là cái bộ dao thì nó gồm có 3 bộ phận: đôn, dĩ và cái bộ dao chậu. Thì trong đó thì nó sẽ có là miếng khuôn, miếng gạch cát. Ví dụ như cái khuôn dĩ đây, khuôn dĩ thì sẽ có 2 miếng khuôn, miếng gạch cát nha bạn. Đó, đầy đủ cái bộ phận là một miếng khuôn, miếng gạch cát. Thì trên cái khuôn này chúng ta ghi rõ ràng khuôn quay dĩ 1m nha bạn. Còn bên đây là khuôn quay đôn đó, quay đôn 1m, cái miếng gạch cát. Và cái thứ ba là cái bộ dao quay chậu đó, nó gồm, nó đặc biệt là có cái miếng gờ âm. Miếng gờ âm để làm gì? Để mình khi mình quay cái chậu mình gắn cái miếng gờ âm này vô, để nó có cái chậu nó sẽ có cái lằn âm để mình dán chữ với dán hoa văn nha bạn. Đó, thì cái miếng khuôn chậu nó gồm là miếng gạch cát, miếng gờ âm, bộ dao chậu. Còn cái đôn dĩ thì mỗi cái 2 miếng nha bạn. Đó, còn đây là gì? Đây là cái thanh nhôm để mình ịn chi ớt. Thì các bạn thắc mắc làm sao mà trên cái những cái viền chậu có cái hàng chi ớt, thì đây là cây nhôm để mình ịn nha. Đó, ịn là gì? Nó sẽ có là một là cái đường viền gần cái đáy chậu nè, hai là cái đường viền gần cái miệng chậu nè, ba là cái phần đôn sẽ ịn một cái đường viền ngay phần đôn đó, ịn ba cái vị trí đó nha bạn. Thì nó sẽ có cái miếng giấy hướng dẫn á, kèm theo khuôn, thì mình về mình đọc miếng giấy hướng dẫn đó mình tham khảo thêm đó. Hai là mình có thể là theo dõi những cái video trên YouTube khuôn chậu thốt chăn này, để có những cái video hướng dẫn kỹ thuật quay chậu 1m đó, thì các bạn có thể là tham khảo thêm để mình biết được mình mua khuôn gì mình làm cho nó dễ nha bạn. Thì mấy khuôn quay cơ bản thì quay rất là dễ rồi, tại vì các bạn chuyên quay thì cũng quay rất là dễ. Còn các bạn chưa có quay lần nào thì mình coi video thì chung nghĩ là các bạn cũng làm được đó, nó không có gì khó nữa. Còn cái quay văn á, cái quay văn thì đây đó, các bạn thấy là cái quay văn thì mình đổ sẵn nha bạn, là các bạn mình đổ sẵn trước. Ví dụ như là cái bộ khuôn chữ Phúc Lộc Thọ này thì mình đổ ra trước nha bạn. Đó, đổ ra trước, đây là cái ba cái miếng chữ nè, ba cái miếng khuôn chữ để mình đổ ra chữ Phúc Lộc Thọ. Để chung vô đây lấy cái chữ cho các bạn xem. À, đây là cái chữ nè, Phúc Lộc Thọ nha bạn. Rồi lấy thêm một cái miếng quay văn nè, đây quay văn nằm đây, lấy cho các bạn xem cho nó thiết thực luôn để mình biết nó như thế nào. Ở đây nè, bây giờ chúng sẽ để ra cho các bạn xem. Đó, thì cái khuôn chữ Phúc Lộc Thọ này đây, thì đổ ra cái chữ như thế này, chúng sẽ xếp những cái chữ ngay ngắn cho bạn xem nha. Đó, thì đây chữ Lộc, chữ Phúc cho đầu tiên các bạn, chữ phước đó, Phúc Lộc Thọ chữ thư pháp rõ ràng đó. Đó nha bạn, đó Phúc Lộc Thọ, các bạn thấy là nét chữ rất là đẹp nha, nét nào quen nó, chữ Phúc nè đó, chữ Lộc nè và chữ Thọ nè, chữ thư pháp rất là đẹp đó. Thì cái khuôn chữ này, cái khuôn chữ này thì đổ ra ba chữ đó, khuôn silicon hai lớp đó, lớp silicon các bạn thấy là nó còn bên dưới là cái composite là để chịu lại.
Thì cái composite này cũng rất là quan trọng nha bạn. Cái miếng composite này là đã đổ lên cái phần silicon, nên là khi đổ ra nó sẽ có cái độ cong. Đó, các bạn thấy là có độ cong. Để mình để cái miếng silicon này lên thì cái chữ mình sẽ có độ cong. Khi mình dán vô cái chậu nó sẽ ôm xét. Thì chữ qua văn này thiết kế như theo cái chậu nên là các bạn cứ yên tâm, dán rất là sát, rất là đẹp. Khuôn silicon này rất là đảm bảo nha bạn, dày đàng hoàng luôn, chất lượng các bạn liền. Đó, không có độ mỏng quá, độ mỏng quá thì dễ gách đó. Lột vài lần nó gách thì hư cái khuôn. Đó là cái phần khuôn chữ Phú Lộc Thọ, đổ qua những cái chữ như thế. Còn hai là cái hoa văn. Cái hoa văn này là cái hoa văn chữ Thọ. Đó, cái hoa văn này là cái hoa văn đầu tiên luôn nè, đầu tiên của cơ sở làm. Đó, hoa văn này chữ Thọ là cái khuôn này. Đây là cái khuôn này nè. Khuôn này mình đổ ra cái chữ Thọ như thế nha bạn. Cũng silicon luôn. Mình đổ mình lột qua thôi. Cách thức đổ thì chung cũng đã chia sẻ nhiều rồi, các bạn chọn quét khuôn mới để gì quét cái lớp dầu ăn á, quét mỏng qua trong để cho nó đừng có dính. Hai là mình quét cái lớp hầu dầu xong rồi mình chọn hầu dẻ mình lắp vô, bỏ hai cọng kẽm vô. Mình vuốt cho nó cong theo cái miếng silicon này là được rồi. Ngày sau thì mình lấy ra thôi. Đơn giản này. Đó. Thì đổ ra cái khuôn nó đổ ra cái miếng gờ như thế này. Đây là cái miếng gờ chữ Thọ. Đó bạn thấy là rõ nét. Chữ Thọ là chính giữa có chữ Thọ nha bạn, còn hai bên là có những cái nhành bông. Thì cái chậu hoàn thiện thì mình sẽ sơn tiết tấu lên nó sẽ đẹp đó. Các bạn muốn sơn cái màu gì tùy ý các bạn thích, nhưng mà nó sẽ cho nó hài hòa cho cái những cái chậu nào, cái bề mặt chữ nào nó muốn nổi thì mình sơn cho nó nổi lên thì cái chậu mình nó sẽ đẹp. Thì cái khuôn này là cái khuôn chậu 1m nha bạn, 1m Phú Lộc Thọ hoa văn chữ Thọ đó, đôn cao đế xây 360 độ. Thì đó là cái bộ dao của cái chậu 1m, nói chung giới thiệu chi tiết để các bạn mình nắm được, để mình khi mình mua về những cái bộ phận nào mình kiểm nó đầy đủ nha bạn, chứ không có gì. Còn đây là cái cây, hai cây trụ nè, hai cây trụ, một cây ngắn đó, các bạn thấy là một cây ngắn một cây dài đó. Cây ngắn thì mình để mình quay cái phần chân đôn, còn cái cây dài để mình quay chậu, có hai cây như thế thôi. Còn trên cái phần cây tăng đưa, đây là cây tăng đưa nè, thì mình đi gắn khuôn vô đây mình sẽ kéo tăng giảm cái thước tấc, muốn giảm cái nào đó mình giảm. Còn cây tăng đưa này phía trên nó có đóng hai cái bậc đạn nè, nên là khi mình quay chậu hoặc là mình quay chân đôn đều rất là nhẹ nhàng đó, bậc đạn nè. Còn cái cây cốt này thì đã tiện vừa cái lỗ của cái bậc đạn nha bạn, nên là nó quay rất là im đó. Đây là cây cơm ba lớn nè, bạn thấy nè, quay rất là im nè, vừa sát luôn á, nên là cái cây combo này mình xài mình quay chậu rất là im nha bạn. Đi hồ dầu này kia, đồ làm này kia cũng rất là dễ dàng, nó tiện hai đầu nè, các bạn thấy nè, đó đó nha các bạn. Đó, thì trên đây là đầy đủ cái bộ phận của cái chậu 1m như thế đó. Mét. Còn đây là cái khuôn chậu cho bằng 70 nè, khách hàng ẩm gầy chung cũng giới thiệu nè, khách hàng đặt mua họ giới thiệu rất là nhiều cái chậu cho bằng 70 có cách thức quay này kia, thì khách hàng thích, khách hàng mua cái bộ 70 này về làm nè. Đây là khuôn chân nè, khuôn chân để mình đổ qua chân chậu cho bằng đó nha bạn, khuôn composite. Đó, có hai cái mảnh gợi nhau nha bạn, mình gáp, mình quét cái nhớt mình gáp lại xong mình đổ hồ dẻo ghim cái sắt gâu đó, rồi mình để sau này mình đổ ra có nên mình gáp vô cái chậu, quay chậu mình gáp vô. Còn đây là cái những cái viên tròn tròn để mình ốp viền của cái chậu cho bằng đó. Còn đây là cái bộ dao, bộ dao thì đơn giản này, nó có gồm miếng gạch cát, miếng khuôn nè, tại vì khách hàng không có mua chân đôn nên là chỉ lấy cái bộ dao với bộ khuôn chân và cái đường viền các bạn đó. Thì trên đây là những cái bộ khuôn chúng sẽ gửi cho khách hàng đó. Thì chung cũng cảm ơn khách hàng đã ủng hộ sản phẩm khuôn bên cơ sở. Khuôn thì các bạn cứ yên tâm xài, ở đây thì cơ sở bao cho các bạn xài, đảm bảo chất lượng cho mình xài đó. Làm thì cái nào ra đó, nhưng mà chất lượng thì quan trọng, mình mua về mình làm được. Chứ nhiều khi mình đã mua khuôn mình về mình sử dụng không được, mình làm không được thì rất là khó lòng nha bạn đó. Thì ra đây chúng sẽ giới thiệu sơ sơ cái chậu 1m cho các bạn xem. Chậu 1m này để quay ra cái chậu 1m đó bạn, cái khuôn 1m đó. Ở đây là cái khuôn cái chậu 1m nè. Phú Lộc Thọ các bạn thấy đó, đôn cao đó.
Cái này thì tại sơn cái màu đồng nha bạn, nên là nó chỉ có đơn giản cái màu đồng thôi. Còn các bạn sơn tiết tấu giả đá hoặc là này kia thì các bạn có thể là sơn cái học chữ màu nâu, chữ màu vàng nó sẽ đẹp. Còn hoa văn này mình sơn cái màu khác cũng cho nó đẹp nha bạn. Còn đường viền chết mình có thể là sơn cái màu khác đó. Nên là cái này màu đồng thì các bạn thấy đơn giản thôi. Đó, chữ Phúc Lộc Thọ như thế, khi mình mua khuôn về mình sẽ quay được cái chậu hoàn thiện như thế. Còn cái chậu cho bằng thì bên đây. Bên đây chúng sẽ giới thiệu cái chậu cho bằng cho các bạn xem. Có cái chậu cho bằng là chậu này nha bạn. Có cái chậu như thế. Có cái chậu cho bằng 70 là khi mình quay ra cái chậu cho bằng nó sẽ ra như thế này. Đó. Mua đồ mình sẽ có đồn dĩ đàng hoàng, rất là đẹp. Đó thì những cái bộ khuôn như trên thì mình thấy thực tế như thế, thì các bạn có nhu cầu mua khuôn, các bạn ở tỉnh nào chung cũng gửi tới cho các bạn được. Đó. Mua khuôn các bạn cứ cho địa chỉ chính xác. Thì chung làm ít bữa chung sẽ đóng gói và gửi cho các bạn. Thì video giới thiệu về những cái mẫu chậu mẫu khuôn tới đây là kết thúc. Thì cuối video thì chung chúc quý khách hàng các bạn thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt và thành công trong cuộc sống.